Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube Nhà đất Bắc Hưng bán nhà Gò Vấp Tân Bình. Ngày hôm nay thì chúng ta lại gặp lại nhau trên trục đường Trường Chinh, phường 15, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay thì Hưng sẽ giới thiệu đến tất cả quý hàng một căn nhà góc hai mặt tiền với hướng chính là hướng Tây Bắc, phù hợp với nhiều quý hàng nào thuộc hướng là Tây Tứ Trạch nha. Nhà mình thì được làm một lớp mái, hai lớp mái thái ở góc mặt tiền phía trước. Và có hai cây cột làm vuông sơn giả đá này. Phía bên góc mặt tiền bên này thì sẽ được chỗ cửa sổ ra từng phòng luôn. Có những đường chỉ, đường len rất chi là đẳng cấp và cao cấp luôn. Một căn nhà góc hai mặt tiền thì cực kỳ thoáng và rộng rãi. Với diện tích ngang 4,5m, độ dài là 16m, được đúc kiên cố một trệt, một lửng, ba lầu. Có đầy đủ các công năng sử dụng luôn như là gala xe hơi, phòng bếp, phòng lửng, 4 phòng ngủ, 5 nhà vệ sinh, phòng giặt, phòng thờ và sân thượng trước sau. Và đang được chào bán trên kênh YouTube Nhà đất Bắc Hưng là 8 tỷ 080 triệu đồng. Còn thương lượng mạnh với những quý hàng nào thiện chí nha. Một căn nhà với góc hai mặt tiền cực kỳ thoáng và rộng rãi. Khu nhà mình là một khu nhà lầu đồng bộ lên tới 50 căn nhà phố và đã bán đi gần hết rồi. Còn sót lại khoảng tầm 10 căn thôi. Và Hưng sẽ từ từ giới thiệu đến quý hàng toàn bộ luôn nha. Đây, chúng ta sẽ có một con hẻm nhựa với độ rộng lề đường là 6m và mỗi bên vỉa hè thì chúng ta sẽ được có 1m vỉa hè này. Thoải mái di chuyển hai xe hơi tránh nhau được. Hẻm này thì gia chủ mới đổ nhựa cách đây được một tuần thôi. Rất sạch sẽ và cao cấp luôn. Đây. Và cùng Hưng tiến sâu vào trong căn nhà phố nhà mình nha. Chúng ta sẽ được bố trí hai lớp cửa. Một lớp cửa ngoài là một lớp cửa cuốn này, bấm đầu bót lên xuống. Và tiếp đến sẽ có một lớp cửa gỗ cam xe. Một lớp cửa gỗ cam xe cực kỳ cao cấp luôn. Cửa bốn cánh luôn nha. Và di chuyển tiếp vào trong này thì sẽ được làm một khoảng để xe hơi, gala xe hơi. Dài khoảng tầm 6m. Rất rộng, một căn nhà mặt tiền ngang 4,5m, cực kỳ rộng rãi và thoáng luôn. Khoảng này thì sẽ được gia chủ đổ bê tông phía dưới và có đan sắt luôn. Và ốp một lớp gạch sàn 80, gạch bóng kính cực kỳ là long lanh luôn. Và cùng Hưng tiến vào bên trong nha. Hai bên tường thì sẽ được ốp gạch lên cao khoảng tầm 80 phân thôi và được làm một bức tranh. Một bức tranh phong thủy, một bức tranh dán tường, một con thác nước phong thủy kiểu rất là đẹp, căn nhà cổ kính. Phía này thì sẽ được làm cửa sổ ra bên hông này. Ánh sáng và gió tự nhiên sẽ theo nhau mà bay vào nhà mình, thì chúng ta sẽ cảm thấy rất là dễ chịu và thông thoáng luôn. Trên trần của nhà mình thì sẽ được làm thạch cao, có những ánh đèn màu trắng và những ánh đèn màu vàng. Và di chuyển tiếp vào bên trong này, chúng ta sẽ được làm một khoảng cầu thang, ốp đá hoa cương, tay vịn và trụ của cam xe đặc, kính cường lực 10 ly, vẫn như cũ thôi. Và phòng bếp của nhà mình thì sẽ được làm cao phòng khách khoảng tầm 15 phân. Chúng ta sẽ có một cửa hậu bên hông, một cửa hậu bên hông này, một cửa hậu hai cánh bên hông nha. Và đây là khu vực phòng bếp của nhà mình, sẽ được làm rất là rộng, vẫn được ốp gạch như vậy, tường cũng như vậy luôn, và vẫn có cửa sổ bên hông này, vẫn trần thạch cao, đèn chùm. Và khoảng dưới cầu thang thì được làm kệ và ốp gỗ. Khu vực tủ bếp là gỗ sồi Mỹ nha. Có đầy đủ các thiết bị luôn. Được ốp kính, ốp đá hoa cương. Và phía cuối này là khoảng
bồn rửa tay và gương soi. Vì nhà mình là góc hai mặt tiền nên gia chủ sẽ không thiết kế khu vực giếng trời nữa đâu, chỉ làm một khoảng giếng trời ở giữa thôi. Vì góc hai mặt tiền cửa sổ bên hông rất nhiều rồi thì chúng ta có thể tận dụng được một khoảng nữa, một khoảng diện tích làm giếng trời. Chúng ta sẽ làm to ra cái phòng ngủ và phòng bếp luôn. Và cùng Hưng tiến lên khu vực tầng lửng. Đây là khu vực tầng lửng nha. Làm rất đẹp và có ánh sáng tự nhiên vào thì căn nhà phố nhà mình rất thoáng và sáng luôn. Ban ngày thì không cần bật điện cũng sáng choang rồi. Sẽ được dán tường một bên này, và cuối này thì được ốp gỗ và làm kệ tivi, các ngăn kéo, trần thạch cao, đèn chùm. Bên này thì được làm cửa sổ bốn cánh rất sáng nha. Và hướng chính là hướng tây bắc, phù hợp với những cái hàng nào thuộc hướng là tây tứ trạch, và đang được chào bán trên kênh YouTube nhà đất Bá Hưng là 8 tỷ 080 triệu đồng. Chúng ta còn thương lượng mạnh với anh chủ nhà nha. Bên này thì vẫn có một lớp cửa sổ nữa. Cùng Hưng tiến lên khu vực phía trên này, phòng ngủ số 1, số 2. Mọi người xem video thì hãy nhớ đăng ký kênh nha. Và anh chị nào đã đăng ký kênh rồi thì hãy ấn vào biểu tượng Nokia chuông góc bên phải của chữ đá đăng ký nha, để chúng ta dễ dàng xem video mới. Phòng ngủ số 1 thì sẽ được làm cửa gỗ cam xe rất cao cấp. Và sàn phòng ngủ thì được ốp gỗ cao cấp Malaysia. Sẽ được bố trí đầy đủ nội thất luôn, như là kệ để tivi, tủ quần áo. Sẽ được dán dưới tường ba bên, có cửa sổ bên hông rất nhiều. Và ban công nhà mình là ban công 1m2 này. Toàn bộ cửa sổ và cửa ra ban công là cửa nhôm Simba loại 1 nha. Đây chúng ta có một tủ quần áo bằng gỗ sồi. Toàn bộ là gỗ thiệt, không phải là ván ép nha. Cửa sổ bên hông rất thoáng luôn. Và nhà vệ sinh ở phòng số 1 này, chúng ta thấy này, rất rộng rãi. Sẽ có lavabo, bồn rửa tay, bồn cầu, vách ngăn, vòi tắm tự động, và được ốp gạch lên kín tường nha. Chúng ta sẽ được làm với thiết bị là hãng Inox, một hãng nhà vệ sinh rất cao cấp và mắc tiền. Cửa vào là cửa nhựa lõi thép. Và cùng Hưng tiến sang khu vực phòng ngủ số 2. Xin nhắc lại là mọi người xem video thì hãy nhớ đăng ký kênh giúp Hưng nha. Nhớ đăng ký kênh và ấn chuông để tiện xem video mới và lựa chọn nhà phố dễ dàng hơn. Kênh YouTube nhà đất Bá Hưng sẽ là một kênh cập nhật nhà phố nhanh nhất, liên tục nhất, cũng như là với giá thành vừa phải, hợp lý với túi tiền của quý hàng nhất. Và chúng ta hãy nhớ đăng ký kênh và ấn chuông để tiện xem video mới. Và quý hàng nào cảm thấy căn nhà phố này hợp lý với gia đình nhà mình thì hãy nhanh tay liên hệ đến số điện thoại của nhà đất Bá Hưng đang hiển thị ngay trên màn hình, 0933 830 756 hoặc là 0355 654877, để được trực tiếp Bá Hưng dẫn đi xem và sở hữu căn nhà góc hai mặt tiền cực kỳ đẹp này nha. Đây là khu vực tầng 2, phòng ngủ số 3 và số 4 này. Thì cũng được làm giống với khu vực phía dưới thôi. Thì Hưng sẽ quay sơ qua cho quý hàng xem nha. Vẫn có cửa sổ, rất nhiều cửa sổ luôn. Một phòng ngủ thì có 3 cửa sổ luôn đấy. Rất sáng và thoáng rồi.
Đây là phòng ngủ số 4. Và di chuyển lên phía trên là khu vực phòng giặt, phòng thờ, sân thượng trước sau. Nhà mình là trục đường Trường Chinh nha, một trục đường phát triển nhộn nhịp nhất khu vực quận Tân Bình. Trục đường Trường Chinh khúc lớn nha, khúc hai chiều của phường 15, quận Tân Bình. Đây là khu phòng thờ này, rất rộng rãi và thoáng phải không ạ? Và chúng ta sẽ được ngăn cách một lớp cửa nhựa lối thép. Phía ngoài này là khu vực sân thượng phía trước để gia đình mình trồng cây. Trên này thì rất mát luôn, khu nhà lầu đồng bộ sang trọng bậc nhất của quận Gò ở quận Tân Bình. Và đã bán gần hết rồi. Và chúng ta xem video thì hãy nhanh tay liên hệ tới nhà đất Bát Hưng để được sở hữu ngay nha. Đây là khu vực phòng giặt và sân phơi phía sau, thì cũng được làm hàng rào sắt và làm mái tôn rồi. Vâng, video của Bát Hưng đến đây là kết thúc rồi. Mọi người xem video thì hãy nhớ đăng ký kênh và ấn chuông. Đừng quên cho Hưng một lượt like cùng với một lượt chia sẻ để kênh YouTube nhà đất Bát Hưng được phát triển mạnh mẽ hơn. Anh chị nào có thắc mắc gì thì hãy nhận xét xuống dưới video. Và bây giờ thì xin hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Xin chào.